Đặng Thu Hà bóc phốt nghề của chính mình. Mai Phương Thúy bị đồn có bầu khi chạm mốc 71kg. Minh Hằng đỏ sắc cùng dàn mẹ bỉm bất phần thắng bại. Con gái Mũi Xu vì bầu sống trong dung luật bé. Eric đang đánh bất hào quang âm nhạc của chính mình. Đặng Thu Hà bóc phốt nghề của chính mình. Sau 3 năm làm nghề food review, Đặng Thu Hà bóc mẻ sự thật về công việc này. Đối với nhiều người sử dụng mạng xã hội TikTok hiện nay, đặc biệt là những bạn trẻ, cái tên Đặng Thu Hà đã quá quen thuộc. Cô là một VJ, một nhà sáng tạo nội dung với những content mặn mòi. Thật ra thì từ ngày lễ tình nhân sang đến mùng 8 tháng 3 vẫn không có ai tặng quà cho. Đồng thời cũng là một review ở chuyên đi review dạo. Sang tận Campuchia để review món lẩu của Trung Quốc. Wow. Mới đây, kênh TikTok chính thức của Đặng Thu Hà vừa mới đăng tải đoạn video bóc phốt nghề review sau 3 năm Hà gắn bó với công việc. Cô chia sẻ những chuyện phiền toái mà mình đã gặp trong suốt khoảng thời gian qua. Cái chuyện thứ nhất là nhiều khi rất đói nhưng vẫn không được ăn. Phải đợi camera hoàn thành xong thủ tục 7-7-4-9 góc quay khác nhau, tới khi đồ ăn nguội ngắt, bụng đói trả rồi mới được ăn. Giống như ăn món mầm đó vậy, bảo sao ông nào đi review cũng chỉ biết khen ngon. Tiếp theo là mỗi lần đi quay phải ăn tới 5-6 món một lúc, khiến cho người từng học đòi làm người mẫu như Hà phải biết khóc thét vì không thể giữ được vóc dáng thanh mảnh của mình. Và điều cuối cùng cũng là thứ gây khó chịu nhất chính là đồng nghiệp không chịu trả tiền, đòi cho ứng trước rồi khi nào có lương công ty thì sẽ trả. Mỗi tháng quay chục lần, có những lần quay còn lên tới mấy triệu. Khi hỏi lý do không chịu trả tiền thì ông nào cũng bảo không mang tiền mặt và cũng không có 4G. Đề nghị mấy ông mua sim 4G của nhà mạng VN Sky mà dùng nhé. Với cước 89k dùng data cả tháng, mỗi ngày được 3GB tốc độ cao, rồi mỗi lần ăn uống thì tự giác banking cho người ta đi nha. Mai Phương Thúy bị đồn có bầu khi chạm mốc 71kg. Mức cân nặng kỷ lục khiến chính bản thân đàn hậu cũng phải sợ hãi. Mai Phương Thúy, Hoa hậu Việt Nam 2006 vừa tiết lộ rằng cân nặng hiện tại của cô là 71kg. Đây là hậu quả của việc không kiểm soát được cân nặng khiến đàn hậu tăng cân quá đà. Cô nói, cân nặng của tôi đã đạt đỉnh rồi, từ giờ chỉ có đường xuống thôi. Giờ tôi nhìn đồ ăn là sợ hãi nên tôi nghĩ là không lên thêm nữa đâu. Trong những hình ảnh được chia sẻ gần đây, ta có thể dễ dàng nhận thấy được khuôn mặt và ngoại hình của Mai Phương Thúy đầy đặn lên trông thấy, khiến cho nhiều khán giả đặt ra nghi vấn rằng cô nàng đang có bầu. Sở hữu chiều cao 1m86 nên nặng 71kg cũng là điều dễ thông cảm. Mai Phương Thúy cũng chia sẻ rằng hiện tại cô đang đặt mục tiêu giảm 10kg trong thời gian tới. Cụ thể thời gian nào thì chưa thấy cô nói. Nhiều người khuyên rằng cô nên chú ý sức khỏe nhiều hơn là chuyện ép cân, bởi vì có sức khỏe là có tất cả, cứ ăn uống thoải mái cho khỏe lấy sức mà giảm cân. Mai Phương Thúy là Hoa hậu Việt Nam 2006, dự thi Miss World 2006 và vào top 17. Thời gian qua, tuy ít hoạt động showbiz, cô vẫn được sự chú ý và ủng hộ đông đảo từ phía khán giả. Hiện tại nàng hậu đang tập trung cho công việc kinh doanh của mình, đồng thời cô cũng là một người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Minh Hằng đỏ sắc cùng dàn mẹ bỉm bất phần thắng bại. Tranh thủ trước khi vượt cạn, Minh Hằng đã gặp gỡ hội bạn gồm nhiều nhân vật đình đám như Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh. Sau hơn một năm về chung một nhà với ông xã đại gia, Minh Hằng đang bước những tháng cuối thai kỳ trong hành trình mang thai con đầu lòng. Mới đây nhất, Minh Hằng cùng hội bạn thân đã gặp gỡ, cùng nhau ăn uống và trò chuyện trước khi nữ ca sĩ làm bồn. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Minh Hằng xuất hiện cùng Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Mai Phương Thúy và Thùy Anh. Được biết, đây đều là những thành viên trong hội bạn mang tên gia đình văn hóa suốt nhiều năm qua của Đông Nhi, ông Cao Thắng. Khoảnh khắc năm mỹ nhân hội ngộ khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh với vi dừa xinh đẹp, rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn dù đã trải qua sinh nở. Hội mỹ nhân chưa lấy chồng gồm Mai Phương Thúy và Thùy Anh lại hào hứng tạo kiểu nhí nhố, hài hước hết nấc. Về phần mình, dù đang ở những tháng cuối thai kỳ, Minh Hằng vẫn giữ được vẻ ngoài năng động tươi trẻ. Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Mai Phương Thúy đều là những nhân vật đình đám trong showbiz Việt. Bốn người đã có hơn một thập kỷ đồng hành, gắn bó trong công việc và cuộc sống. Dù bận rộn với công việc, thế nhưng những người bạn vẫn luôn xuất hiện trong các sự kiện quan trọng, trong những buổi lễ đặc biệt của nhau. Tình bạn hiếm có khó tìm giữa làng giải trí Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con gái Mũi Xu vì bầu sống trong dung lụa từ bé, chưa tròn một tuổi đã đi Mỹ như đi chợ. Sau thời gian về Việt Nam, Mũi Xu và con gái sang Mỹ để hoàn tất các thủ tục giấy tờ. Trong chuyến đi này, vì bầu không thể đồng hành cùng vợ con vì vấn đề thị thực. Sống xa bà ấy, nữ nhà Mũi Xu vẫn gọi điện về Việt Nam mỗi ngày. Trong các video được mẹ đăng tải, bé mắt ong luôn thể hiện thái độ vui vẻ khi được gặp ba dù chỉ qua màn hình. Cô bé liên tục nở nụ cười mở mắt to. Mỗi lúc trò chuyện với Bi Bảo, nhìn ngắm khoảnh khắc này, Mũi Xu cũng phải bày tỏ sự ghen tị khi con gái quấn ba hơn mình. Được biết, dù chưa tròn một tuổi, con gái Mũi Xu đã phải di chuyển qua lại liên tục giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy thay đổi môi trường nhiều lần nhưng bé mật ong vẫn thích nghi rất tốt, không hề quấy khóc, nhõng nhẽo vì chênh lệch múi giờ. Thậm chí khi di chuyển trên máy bay, nhóc tí cũng nằm yên, không gây ồn đến những hành khách xung quanh. Từ đây, nhiều khán giả đều bày tỏ sự ghen tị với Mũi Xu khi có cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Bé mật ong là trái ngọt đầu tiên của Múi Xù và Bi Bảo sau khi kết hôn. Vì để con chào đời thuận lợi, Múi Xù đã sang Mỹ để dưỡng thai và sinh nở. Chào đời với cân nặng 3,7kg nên mật ong cứng cáp hơn so với các bạn cùng trang lứa. Cô nhóc cũng cực kỳ bụ bấm, kháu khỉnh, đáng yêu. Dù gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng đến thời điểm hiện tại, đội Uyên Ương đã gặt được quả ngọt, tạo thêm động lực niềm tin cho nhiều người thuộc cộng đồng LGBT. Edric đang đánh mất hào quang âm nhạc của chính mình, tạm rời bỏ phong cách pop ballad sở trường. Tuy nhiên, các sản phẩm gần đây của Edric đều không được khán giả đón nhận. Edric là nam ca sĩ trẻ có lượng người hâm mộ đông đảo, mỗi lần ra mắt sản phẩm thường gây được chú ý. Nhiều bản hit của anh lọt vào danh sách thịnh hành như Sau Tất Cả, Em Không Sai Chúng Ta Sai, Chạm Đáy Nỗi Đau. Thành tích đó không khỏi khiến nhiều đồng nghiệp phải ganh tị. Những năm qua, Edric cũng có nhiều nỗ lực để thay đổi nhằm thoát khỏi hình ảnh chàng trai hát pop ballad. Song các sản phẩm này lại không tạo được hiệu ứng tốt như mong đợi. Gần nhất, giọng ca sinh năm 1997 vừa phát hành EP, điểm mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp. Đáng tiếc, các ca khúc đều không thu hút được khán giả. Chính vì điều này nên nhiều fan đặt ra câu hỏi liệu có phải sự nghiệp âm nhạc của Edric đang có dấu hiệu đi lùi. Khi Edric không hát pop ballad, nếu như khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh Edric hát ballad thì lần thay đổi này đã mang đến những thử nghiệm âm nhạc vô cùng mới mẻ và thú vị. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước đi khá mạo hiểm của Edric khi thoát ra khỏi vùng an toàn trước đây. Tất cả đều làm nên hình ảnh Edric hoàn toàn khác, không buồn bã như thời hát pop ballad. Nếu chọn thất bại hay cứ an toàn, một mòn nhàm chán thì tôi sẽ sẵn sàng chọn thất bại 1-2 lần để rút ra những bài học. Từ đó, tôi có thể hoàn thiện bản thân. Tôi hát ballad đến 7 năm rồi. Con đường làm ca sĩ có thể không quá xa. Vì thế, khi còn được làm việc, tôi muốn có thể làm nhiều thứ hơn, chứ không thể chỉ ở trong vòng tròn như thế. Nam ca sĩ tâm sự. Tuy nhiên, Edric nói sẽ không từ bỏ ballad mà sẽ quay trở lại vào một thời điểm thích hợp, với cách thể hiện khác lạ hơn. Edric cho biết khoảng một năm qua, anh gần như không có sản phẩm vì muốn đi chậm lại lắng nghe ý kiến khán giả. Nam ca sĩ dành thời gian đi học hát để sửa những khiếm khuyết bị khán giả phàn nàn, thay đổi nhưng liệu có phù hợp. Trong sự nghiệp, Edric từng có một vài lần gây bất ngờ với người hâm mộ. Năm 2020, anh gần như lột xác về mặt hình ảnh khi phát hành MV Em Không Sai, Chúng Ta Sai. Giọng ca gốc Hà Nội khiến nhiều người ngạc nhiên khi không ngại khoe hình thể săn chắc, vạm vỡ. Sau đó, Edric tiếp tục tham gia cuộc thi The Heroes 2021 và xuất sắc giành giải quán quân. Qua từng màn trình diễn, nam ca sĩ liên tục thử sức với nhiều phong cách khác nhau, chứng minh mình không lệ thuộc hoàn toàn vào pop ballad. Với MV Xoa Đầu, Edric tiếp tục thay đổi hình ảnh. Thay vì trưởng thành, anh lại trở nên trẻ trung hơn. Bài hát dễ thương, MV dễ thương. Trước nay, giọng hát của Edric thường nhận được nhiều luồng ý kiến trái ngược. Người khen nam ca sĩ có dấu ấn riêng, biết cách chọn bài và khai thác tốt quãng giọng. Điều đó giúp anh nổi bật giữa thị trường nhạc Việt có không ít người hát pop ballad. Người chê lại cho rằng nam ca sĩ hát không rõ lời. Anh thường xuyên lạm dụng lối xử lý bằng giọng mũi. Bản thân Edric cũng thừa nhận từng stress khi nhận nhiều lời chê về giọng hát, biến mất khỏi các bảng xếp hạng. Sau những ngày đầu phát hành, sản phẩm mới của Edric vẫn chưa thể vượt qua con số 300.000 lượt xem. Đây là thành tích đáng thất vọng với một nghệ sĩ tên tuổi, nhiều năm làm nghề như Edric. Đây không phải là lần đầu tiên Edric thất bại khi thử nghiệm dòng nhạc mới, phong cách mới. Nam ca sĩ từng thay đổi màu sắc âm nhạc qua nhiều MV như Anh Luôn Là Lý Do, Ta Cùng Chiêu, Dịu Dàng Em Đến. Song, tất cả đều không tạo được hiệu ứng tốt như khi Edric hát pop ballad. Nhiều fan hâm mộ khẳng định rằng có lẽ Edric cần có thêm nhiều sự thử nghiệm để có thể chinh phục người nghe. Và thất bại lần này là cần thiết để tiến tới thành công trong tương lai.